Nào, Hami ơi, Hami cười tươi chào các bạn đây nào. Chào các bạn. Rồi, Hami ơi, hôm nay bố có con bướm này. Hả? Ấy, con bướm đẹp chưa? Có cái cánh này, cái râu này. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ cái con bướm đấy nhá. Bằng hộp màu và chúng ta tô màu nhá. Tô màu xong chúng ta sẽ đổ khuôn nhá. Được không? Wow. Ta sẽ dùng 64 cái màu này. Con xúc màu trắng đi. Con
xúc cái mặt màu trắng này. Mặt màu trắng. Cam à? Một tìm bé một rau là màu hồng. Mấy bộ da đấy, chúng ta thay màu hồng. Mấy bộ da màu hồng. Mấy bộ cam đi. Đây, bổ xúc hai bên. Bổ xúc hai bên chứ mà. Bổ xúc làm mẫu đó. Bổ xúc nhiều à? Rồi, đấy là con. Đây, đổ ra. Đây là bố rồi. Bố, không được gần nhau đâu nhá. Bây giờ bố sẽ dùng cái màu xanh này nhá, để đổ nhá. Rồi Hani đổ màu xanh ra ngoài là màu cười đi. Cười nhá. Bố sẽ khóc không? Cái này bố nhạc nha. Đây là hồng màu hồng nhá. Đây là hồng màu hồng nhá. Nhà cho nó đều. Mày ra này. Mày đi đâu? Ra đi đi. Mày làm trò gì á? Đi đi đâu? Ra đi đâu? Ra đi đi. Ra đi đâu? Rồi, hôm nay là chúng ta đã hoàn thành xong con bướm rồi. Đây, con bướm chúng ta vẽ và đây là con bướm chúng ta đã đổ quân. Rồi, hôm nay về chơi chào các bạn đi nào đâu. Về chơi nào. Rồi. Nào, Ken chào các bạn đi nào. Chào các bạn. Hami chào các bạn nào. Chào các bạn. Rồi. Và đây là con bướm. Bây giờ chúng ta sẽ dùng các hạt nở này nhá. Để đổ vào quân nhá. Chị không có quả. Để tạo đây bánh rồi. Bánh nhá, con bướm nhá. Biết bảo bốn nước. Nào, bây giờ Hami đổ màu hồng này vào đây cho bố này. Chị Ken đổ màu xanh vào đây cho bác nào. Làm cái cánh nhá. Đấy, đúng rồi, mình đổ chị về rửa tay
Khang đi lấy một tí nữa. Không phải đổ vào đấy đâu. Đổ đây này. Đấy rồi. Rồi, chúng ta đã đổ xong con bướm thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đổ cái nền lên nó nhá. À, chúng ta sẽ đổ màu xanh này nhá. Đổ nhẹ thôi, đổ nhỏ đi. Đổ màu xanh đi. Đổ như bố này. Đổ đây. Đổ vào đây, con đổ sang bên này này. Đổ sang bên này, đây mà. Ok. Mèo. Chị cũng mèo nhỉ. Đi ra chị cũng mèo. Con đổ bên kia mà. Chị cũng mèo. Rồi. Chào các bạn ạ.